Chương 3963: Hủy lời hứa. Hạch Kỳ nương nương là bán tổ cảnh giới cao nhất đương thời. Thủ đoạn cùng nội tình tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của Trương Nhược Trần. Con đường của nàng, tự nhiên không chỉ có một, không cần đầu nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc cùng Minh Tổ phe phái. Chính là sáu vạn năm trước nàng theo như lời trung sách, cầm Hoa Nguyệt ẩn núp đi tu luyện, mặc cho đông nam tây bắc gió, lại có ai có thể đem nàng tìm được? có thể thực hiện được nàng cũng không giống trương nhược trần những ngày đương thời tu sĩ chịu nhiều ràng buộc cùng tạp niệm vướng bận quá nhiều nhân quả vô cùng thân hữu thầy trò khắp thiên hạ nếu thật sự ẩn cư thạch kỹ nương nương trong nháy mắt có thể biến mất trong vũ trụ thậm chí có thể đi xa biên hoang vũ trụ điều trương nhược trần lo lắng nhất cũng là điểm này không có thạch kỹ nương nương tọa chấn phòng tiền hắc ám tri uyên sẽ không còn kiên cố như trước nữa nếu địa ngục giới xuất hiện biến cố kiếm giới há có thể an ổn hiện tại duy nhất có thể làm cho thạch kỷ nương nương lưu luyến có lẽ chính là nhất phẩm thần đạo của trương nhược trần có thể giúp nàng giải quyết một khâu mấu chốt đánh sâu vào cảnh giới thủy tổ tin tức mệnh cốt mang về đã đánh sâu vào tâm lý của trương nhược trần và thạch kỷ nương nương không cần đoán cũng biết tất nhiên là hồng mông hắc long thức tình tu sĩ khác ai có thể lay động đại minh sơn lực lượng khủng bố như thế vượt qua dự đoán của Trương Nhược Trần. Vốn tưởng rằng, vô tận 5 tháng sau thức tình, hắn sẽ có một đoạn thời kỳ cực dài chờ khôi phục. Sẽ không quá mức cường đại, cho nên Trương Nhược Trần không có đi trước can thiệp, muốn mượn hồng mông hắc long kiềm chế vĩnh hằng thiên quốc cùng minh tổ phe phái. Hiện tại xem ra, mình vẫn là quá lạc quan, diêm vô thần nước cờ này quá nguy hiểm, căn bản không phải hắn có thể can thiệp, vốn bằng vào quan hệ giữa Trương Nhược Trần cùng mấy vị lão tộc hoàng đối với thái cổ sinh linh vẫn là có vài phần khống chế lực. Có thể duy trì trước mắt ổn định, hiện tại phần khống chế lực này đã không còn sót lại chút gì. Kế tiếp, vũ trụ chắc chắn lâm vào loạn cục lớn hơn nữa. Thạch kỹ nương nương ánh mắt âm tình bất định, đưa tay ra, hoa nguyệt lơ lửng trong lòng bàn tay. Nói, trương nhược trần, đưa ngũ thải lưu ly cháo cho ta. Ta hiện tại liền đưa hoa nguyệt cho ngươi. Nếu không, bổn tọa chỉ có thể đi xa biên hoang vũ trụ tạm tránh mũi nhọn, đợi luyện hóa hoang nguyệt mới trở về. Cho dù đối mặt với thủy tổ, ta nghĩ cũng có lực chống lại. Nương nương thật cảm thấy, ta có thể dựa vào hoang nguyệt từ hắc ám chi uyên đổi lấy vô tận chỗ tốt sao? Không bằng nương nương tự mình cùng ta đi một chuyến, lấy được chỗ tốt, đều quy nương nương như thế nào? Thạch kỳ nương nương nghĩ đến vương miện thắng lợi theo như lời mệnh cốt vừa rồi. Hoàng tuyển ấn, thủy tổ thần nguyên, mặc dù đến cảnh giới này của nàng vẫn sẽ động tâm, mấu chốt nhất chính là, nàng không tin, tại sao khi biết được tin tức Đại Minh Sơn sụp đổ. Trương Nhược Trần còn có thể không cầu chỗ tốt mà nâng đỡ thái cổ sinh linh. Nàng khẽ mỉm cười, thăm dò hỏi, Hồng Mông Hắc Long là địch hay bạn không biết, người dám đi hắc ám chi uyên sao? Trương Nhược Trần thấy Thạch Kỳ nương nương một lần nữa hiện ra nụ cười. Liền biết có hy vọng, nói, vốn là không dám đi, nhưng nếu có nương nương đi cùng bằng sức của hai người chúng ta, thiên hạ nơi nào không thể đi, các ngươi còn dám đi hắc ám chi uyên. Mệnh cốt kinh ngạc, cảm thấy hai người này điên rồi. Nói, chờ chút, hồng mông hắc long là có ý gì? Trương Nhược Trần ném ánh mắt khinh bỉ về phía mệnh cốt. Tốt xấu gì cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, ở Đại Minh Sơn nhiều năm như vậy, lại hoàn toàn bị tiên nhạc sư làm cho chẳng hay biết gì. Mấy năm nay ngươi làm gì? Bế quan tu luyện không được sao? cũng không thấy tu vi đạt tới bán tổ cảnh giới. Mệnh cốt lưu thủ lưu ly thần điện, Trương Nhược Trần cùng Thạch Kỷ Nương Nương thì đi tới hắc ám chi uyên. Trương Nhược Trần đương nhiên không có khả năng thật sự tiến vào hắc ám chi uyên. Tới bá lĩnh bên ngoài hắc ám chi uyên, liền tìm được một tu sĩ hoàng tộc vô lượng cảnh của nguyên đạo tộc. Để hắn truyền lời cho nguyên xanh, bá lĩnh là lãnh địa của kim tộc, cùng với quang diễm hà vờn quanh lối vào hắc ám uyên cấu thành trận địa tiến đầu tấn công thượng giới của 12 tộc thái cổ. Thạch kỳ nương nương không tiện hiện thân, trốn trong không gian phụ cận Trương Nhược Trần, cùng hắn làm bạn, không bằng nhân cơ hội này đánh gãy Bá Lĩnh, phá hủy Quang Diễm Hà, một lần nữa đoạt lại Hoang Cổ Phế Thành, chiếm thế chủ động trong khốn cục kế tiếp. Thạch kỹ nương nương nói, Trương Nhược Trần nói, nương nương là muốn cướp lấy vật chất ẩn chứa trong Bá Lĩnh và Quang Diễm Hà. Trùng kích cảnh giới thủy tổ cơ hội sao? muốn đạt tới hữu tận, luyện hóa hấp thu hắc ám chi uyên, có lẽ mới có cơ hội, mà trên thực tế, muốn lay động hoang cổ phế thành, đều khó như lên trời. Thạch Kỳ Nương Nương nói, hiển nhiên Thạch Kỳ Nương Nương đã từng có ý định thu nhận hoang cổ phế thành. Trong lịch sử, tu sĩ từng có tâm tư này tuyệt đối không ít, nhưng bọn họ đều hóa thành xương khô cắt trắng. Hoang cổ phế thành vẫn còn, dung động hoang cổ phế thành khó khăn hơn so với hủy diệt đại minh sơn sáu vạn năm trước, Kim, Thủy, Hòa, Thổ bốn vị lão tộc hoàng ra mặt, ngăn cản 12 tộc đại quân công phạt hắc ám chi uyên phòng tuyến. Đồng thời, cướp lấy quyền lợi trong tay thần nhạc sư, hoàn toàn tiếp quản bá lĩnh, quang diễm hà, hoàng cổ phế thành, trương nhược trần đến nhà bái phòng kim tộc, dưới thánh địa kim tộc thiên kim tử phong thủ, lần nữa nhìn thấy kim tộc lão tộc hoàng, kim tộc lão tộc hoàng tự nhiên vui mừng vô cùng, trên mặt ánh vàng rực rỡ chất đầy nụ cười sau một phen hàn huyên, hỏi, đế trần hẳn là đã đem chân nhất lão tộc hoàng cùng đồ đằng lão tộc hoàng ý thức nguyền rùa hóa giải đi. Trương Nhược Trần nói, ý thức nguyền rùa trên người chân nhất lão tộc hoàng và đồ đằng lão tộc hoàng. Hẳn là đã được thi yểm ra cố qua, hóa giải khó khăn cực lớn, đó là sự thật, bất quá, Trương Nhược Trần không có đem nửa câu sau nói ra, dù vậy. Chân nhất lão tộc hoàng cùng đồ đằng lão tộc hoàng ý thức nguyền rùa. Cũng đã hoàn toàn giải trừ bế quan ở kiếm giới. An dưỡng ý thức bị thương. Trương Nhược Trần không có khả năng để cho bọn họ bây giờ liền trở về hắc ám chi uyên. Như vậy, hắc ám chi uyên thực lực liền quá mạnh. Tùy thời có thể công phạt địa ngục giới. Kim tộc lão tộc hoàng hiểu rõ ý thức nguyền rùa cùng thi yểm đáng sợ. Cũng không có đa nghi cái gì. Tâm tình trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Bởi vì, còn lại mấy vị lão tộc hoàng. Đi theo bên người thi yểm thời gian càng lâu tương lai ý thức nguyền rùa càng khó hóa giải đế trần lần này tới bá lĩnh hẳn là không chỉ là đến kim tộc làm khách đơn giản như vậy đi trương nhược trần nói đại minh sơn sụp đổ hắc hà thăng thiên địa dũng minh diễm lão tộc hoàng có biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không kim tộc lão tộc hoàng liền đoán được trương nhược trần là vì chuyện này mà đến nhẹ nhàng lắc đầu nói chuyện xảy ra đột nhiên lão phu cũng còn chưa có được tin tức xác thực nếu không phải bá lĩnh nhất định phải có người chấn thủ. Lão Phu đã tự mình chạy về hắc ám chi uyên, nếu đế trần không vội, chờ một chút, hỏa tộc lão tộc hoàng đã chạy tới bình nguyên thái cổ điều tra. Hẳn là không bao lâu nữa sẽ có tin tức truyền cho ta. Trương Nhược Trần nhìn thần thái kim tộc lão tộc hoàng liền biết. Lão gia hỏa này biết tình hình thực tế. Nếu không, chuyện đại minh sơn sụp đổ loại này kinh thiên động địa đại sự. Hắn làm sao có thể như thế bình tĩnh hơn nữa hòa tộc lão tộc hoàng thật sự đi thái cổ bình nguyên sao bá lĩnh và quang diễm hà không thể chỉ có một vị thiên tôn cấp lưu thủ kim tộc lão tộc hoàng nói như vậy đại khái là đang thăm dò trương nhược trần trương nhược trần đích xác đối với bọn họ có ân nhưng ở trong mắt bọn họ ở u minh địa lao ở trong trận đại chiến sáu vạn năm trước đã trả hết nhân tình hôm nay có lẽ còn có giao tình nhưng mọi người trung quy là phân thuộc trận doanh bất đồng có lịch sử cừu hận Tương lai rất có thể xung đột vũ trang, làm sao có thể không đề phòng một tay? Trương Nhược Trần làm sao không phải như thế? Tu vi càng cao, nắm giữ quyền lợi càng lớn, sẽ rất khó có tình bạn chân thành tha thiết. Không đợi quá lâu, Tiên Nhạc Sư cùng Nguyên Sinh chạy tới Bá Lĩnh. Kim tộc lão tộc hoàng thức thời không lộ diện, nhiều năm sau, lần thứ hai gặp lại, tu vi Nguyên Sinh đã tăng vọt, hoàn toàn mất đi sự ngây ngô. Trên người đều là khí độ hoàng giả cùng trầm ổn thâm thúy nhưng cũng có thêm một cỗ cảm giác xa lạ không ai là bất biến trương nhược trần cười nói chúc mừng chúc mừng từ hôm nay trở đi thái cổ sinh linh sẽ không bao giờ phải sống trong bóng tối của minh tổ nữa tiên nhạc sư đeo khăn che mặt chung quanh thân thể mềm mại lưu động thần quang u vũ nói xem ra chỉ côn luân đem hết thảy đều nói cho ngươi trương nhược trần không thừa nhận cũng không phủ nhận nói vật của ta muốn đâu tiên nhạc sư khẽ giơ bàn tay nhỏ nhắn trong không gian phía sau vương miện thắng lợi như hoàng kim bay ra trương nhược trần vươn tay muốn bắt lấy tiên nhạc sư lại lắc đầu nói hoang nguyệt đâu trương nhược trần vẫn tươi cười nói mười vạn năm trước trong điều kiện đàm phán cũng không có hoang nguyệt lúc trước ta đáp ứng tiên nhạc sư ba điều kiện đều đã nhất nhất làm được trái lại tiên nhạc sư lúc ấy đáp ứng ta ba điều kiện lại một mực lật lọng lúc trước ta điều kiện thứ ba chính là, trong vũ trụ tai họa ngầm chưa rõ trước đó, người phải ngăn cản thái cổ 12 tộc đối với địa ngục giới khởi xướng toàn diện chiến tranh. Nhưng là 6 vạn năm trước, Nguyên Sinh tránh ánh mắt Trương Nhược Trần, muốn cãi lại, rồi lại không biết nên cãi lại như thế nào. Việc này không liên quan đến nguyên tộc Hoàng, đáp ứng điều kiện của ngươi là ta, mà không phải nàng, cho nên chuyện hủy lời hứa, không liên quan gì đến nàng, tiên nhạc sư nói, Trương Nhược Trần nói ngươi thừa nhận mình đã hủy lời hứa ta có nguyên nhân bất đắc dĩ lúc ấy là thời khắc mấu chốt để đánh thức tổ tiên hồng mông tộc nhất định phải đem lực chú ý của tu sĩ phe minh tổ trong hắc ám nguyên chuyển rời vào trong chiến tranh nguyên tộc hoàng nghe mệnh lệnh của ta mà làm việc ngươi không cần trách tội nàng thành âm thạch kỹ nương nương vang lên bên tai trương nhược trần ngươi lại tin tưởng thế gian có lời hứa bổn tọa đánh giá ngươi quá cao rồi ta đương nhiên tin tưởng người trọng hứa tất không bị cô phụ. Trương Nhược Trần tiếp tục nói. Như vậy tiên nhạc sư còn nhớ rõ. Chính mình lúc đó chuyện thứ hai hứa hẹn. Là muốn trấn áp nguyên đạo lão tộc hoàng. Đem vương miện thắng lợi cho ta. Nếu như ta hủy lời hứa lần nữa thì sao? Tiên nhạc sư nói. Nguyên sinh cũng không biết tiên nhạc sư và Trương Nhược Trần có lời hứa như vậy. Trong lòng sinh ra cảm giác áy náy mãnh liệt. Nói, tiên nhạc sư đại nhân. Đế Trần là bằng hữu của thái cổ thập nhị tộc ý thức nguyền rủa của bốn vị lão tộc hoàng đều là hắn hóa giải. Chân nhất lão tộc hoàng và đồ đằng lão tộc hoàng vẫn còn ở kiếm giới. Sáu vạn năm trước, là bất đắc dĩ, nhưng hiện tại, bản hoàng cảm thấy chúng ta vạn lần không thể hủy lời hứa với bằng hữu. Nguyên sinh có thể đứng ra vào lúc này, khiến Trương Nhược Trần vốn là vô cùng thất vọng lại xuất hiện nhiều hơn một phần vui mừng. Hắn nói, Nguyên sinh ngươi đã làm nhất tộc chi hoàng, phải học được thủ đoạn của tiên nhạc sư trước mặt lợi ích tuyệt đối, lời hứa không đáng một đồng. Lúc trước, ta lo lắng tiên nhạc sư một người không đối phó được với nguyên đạo lão tộc hoàng. Để mệnh cốt ở lại hắc ám chi uyên trợ giúp nàng. Nhưng ngươi xem, ta coi nàng là bằng hữu, nàng lại chỉ coi ta là công cụ lợi dụng. Tiên nhạc sư thanh âm dễ nghe tựa như thiên nhiên, nói, đế trần cứ việc châm chọc, vì thái cổ 12 tộc một lần nữa quật khởi, vì thái cổ sinh vật có thể đi ra hắc ám, gặp lại quang minh bổn tọa vừa có thể không từ thủ đoạn, cũng có thể gánh vác hết thầy tiếng xấu. Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục đàm phán giao dịch sao? Tâm tình nguyên xanh cho dù được rèn luyện cường đại như thế nào? Lúc này sắc mặt cũng hơi tái nhợt, nàng biết, từ giờ khắc này trở đi, Trương Nhược Trần cùng tiên nhạc sư đã là triệt để trở mặt. Cho dù còn có lợi ích hợp tác, cũng sẽ chỉ là lợi dụng lẫn nhau, không có khả năng trở thành bằng hữu chân chính. Ba, ba, ba. Thạch kỹ nương nương vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trong không gian xung quanh Trương Nhược Trần, nói, đặc sắc, có thể nhìn thấy một vở kịch hay như vậy, cũng không tính là uổng phí đến một chuyến. Trương Nhược Trần, người bây giờ đã biết bổn tọa trong các cường giả đứng đầu có bao nhiêu thuần khiết không tì vết rồi chứ? Kỳ thật, từ lúc 6 vạn năm trước, chỉ Côn Luân đem tiên nhạc sư nói cho hắn thời điểm. Trương Nhược Trần cũng đã dự liệu được hôm nay một màn này. Đây cũng là nguyên nhân Trương Nhược Trần mời Thạch Kỹ Nương Nương tới. Trương Nhược Trần trên mặt không còn bất kỳ nụ cười nào. Nói, tiên nhạc sư là tinh thần lực cấp 93 đi. Đổi lại là ở địa phương khác, đế trần muốn đoạt lấy vương miện thắng lợi. Ta thật sự không nắm chắc thoát thân. Nhưng, nơi này là bá lĩnh, là thánh địa kim tộc, tiên nhạc sư phất dây đàn tì bà. Từng vòng sóng âm rung động lan tràn ra ngoài, trên mặt đất bắn ra quang hoa màu vàng trói mắt bên trong mỗi một đạo đều là minh văn trận pháp dày đặc. Thiên kim tử phong thủ, là ngàn loại kim loại hội tụ mà thành, giống như ngọn núi, lại giống như thần thủ, có được sinh mệnh, theo nó hô hấp thổ nạp, toàn bộ bá lĩnh thiên địa chi khí, đều hướng tiên nhạc sư hội tụ, kim tộc lão tộc hoàng nhìn về phía thiên kim tử phong thủ. Phát ra một tiếng thở dài, tiện đà truyền ra từng đạo thần niệm, triệu tập đại quân 12 tộc đóng ở bá lĩnh, hồng mông hắc long thức tình thái cổ sinh linh có chỗ dựa vững chắc, có thể không kiêng nể gì, không sợ hãi gì nữa. Vô luận đế trần có tin hay không, bổn tọa trong lòng đối với ngươi đều là vạn phần khâm phục cùng cảm kích. Tuyệt không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng hoa nguyệt đối với hồng mông tổ tiên cực kỳ quan trọng. Có nó, tổ tiên mới có cơ hội cùng minh tổ phân cao thấp. Tiên nhạc sư hướng trương nhược trần hành lễ, nói, dùng vương miện thắng lợi trao đổi hoa nguyệt, mọi người bắt tay giảng hòa chẳng phải vẹn toàn đôi bên sao có hồng mông tổ tiên đối kháng minh tổ cùng vĩnh hằng thiên quốc đế trần cùng kiếm giới áp lực tự nhiên sẽ nhỏ hơn nhiều chỉ bằng một tòa bá lĩnh đối phó được ta sao trương nhược trần nói tiên nhạc sư nói khai chiến ở bá lĩnh không có lợi cho đế trần và thái cổ sinh linh cả hai bên cùng có lợi đế trần nên biết lựa chọn thế nào thạch kỳ nương nương đã sớm cười đến trang điểm lộng lẫy rốt cuộc không đợi được nữa từ trong không gian đi ra, trên người mưa ánh sáng vờn quanh, nói, Trương Nhược Trần đã sớm đem hoang Nguyệt đưa cho bổn tỏa. Hắn không phải không đáp ứng ngươi, là không có biện pháp cùng ngươi giao dịch, ngươi là, tiên nhạc sư cảm nhận được khí tức đáng sợ trên người thạch kỳ nương nương. Ánh mắt biến đổi, lập tức hóa thành một đạo quang toa lui về phía sau. Bá, Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên, đánh tan minh văn trận pháp bao phủ quanh người, cũng đánh xuyên không gian bình chướng. Thân hình nhoáng lên một cái, chính là xuất hiện ở trước người tiên nhạc sư. Hết chương 3963 rồi à, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.